nhằm cập nhật những thông tin quan trọng về các chương trình liên kết của WeLean Global Holding cho các thành viên. Ngày 14 tháng 10 năm 2022 vừa qua, câu lạc bộ WeLean Hải Dương đã long trọng tổ chức Business Lunch tại khách sạn Couple Lotus. Buổi Business Lunch có sự góp mặt của tiến sĩ Nguyễn Thu Hường, chủ tịch tập đoàn WeLean Global Holding, các lãnh đạo WeLean miền Bắc, WeLean Hải Dương cùng đông đảo các thành viên câu lạc bộ. Sự kiện đã giới thiệu đến các thành viên WeLean Hải Dương chương trình đào tạo thạc sĩ doanh nghiệp Pro MBA. Đây là chương trình đào tạo liên kết độc quyền giữa We Academy trực thuộc hệ sinh thái WeLean Global Holding với viện đào tạo sau đại học của Đại học Hoa Sen. Qua đó, WeLean Hải Dương cũng ký kết trở thành đối tác tuyển sinh cho Pro MBA. Sau phần giới thiệu, các thành viên câu lạc bộ tỏ ra thích thú với chương trình đào tạo, đã ghi danh khóa học ngay tại sự kiện. Tiếp đó, tiến sĩ Nguyễn Thu Hương đã chia sẻ với các nữ lãnh đạo đề tài chiến lược xây dựng thương hiệu và nhân hiệu. Phần phát biểu được các thành viên câu lạc bộ hưởng ứng nhiệt liệt. Sự kiện Business Lunch ngày 14 tháng 10 còn đánh dấu một cột mốc quan trọng khi ra mắt công ty cổ phần dịch vụ truyền thông và đầu tư WeLean Hải Dương, trực thuộc tập đoàn WeLean Global Holding để đáp ứng cơ chế vốn của tập đoàn. Sự kiện đã xúc động nhìn lại hành trình của nhiệm kỳ vừa qua, tri ân tiến sĩ Lê Nguyệt, chủ tịch điều hành WeLean Hải Dương, khép lại thời kỳ đầu xây dựng nền tảng vững chắc, WeLean Hải Dương đổi tên thành câu lạc bộ WeLean Cherry, bước sang một giai đoạn phát triển mới với sự dẫn dắt của tân chủ tịch điều hành Trần Thị Kim Oanh. Sự kiện một lần nữa tạo điều kiện giao thương, học hỏi, gặp gỡ và kết nối cho các thành viên câu lạc bộ. Sang một chương mới, chúc cho WeLean Cherry tiếp bước thành công những thành tựu có sẵn, tiếp tục đóng góp cho mục tiêu kiến tạo cộng đồng nữ lãnh đạo thịnh vượng. WeLean Global Holdings, kiến tạo mạng lưới nữ lãnh đạo thịnh vượng.